Phố đi bộ, phố đêm ẩm thực Hà Nội Ocean Park vừa chính thức đi vào hoạt động tại phía đông Hà Nội thuộc huyện Gia Lâm. Trong giai đoạn 1, có khoảng hơn 60 gian hàng ẩm thực hoạt động xuyên đêm từ 16 giờ đến 2 giờ sáng mỗi ngày, quy mô gần 200 gian hàng, hứa hẹn mang đến cho khách tham quan không gian thưởng thức ẩm thực đường phố một cách đa dạng. Em cũng mong muốn là lượng khách sẽ thu hút được lượng khách đông đến gian hàng của em ạ. Toàn bộ các gian hàng này thì đều do công ty chúng tôi đầu tư, đảm bảo cái sự đồng bộ và hiện đại, ngầm hóa tất cả những cái hạ tầng kỹ thuật về cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải, thì luôn luôn đảm bảo cho hoạt động của phố đêm đó đạt được cái văn minh thương mại. Ngoài ra, ở không gian phố đêm ẩm thực Hà Nội Ocean Park được bố trí những địa điểm để kết hợp tổ chức chuỗi các sự kiện như biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật đường phố, tạo nên một không gian sinh hoạt cộng đồng đầy cảm hứng, sôi nổi và náo nhiệt. Ở một cái khu mà ngoại thành Hà Nội, tuy nhiên thì lại có được một cái chợ đêm mà giống như là đang trải nghiệm ở trong phố đi bộ ở Hồ Gươm và ở các khu phố cổ nội thành. Mô hình phố đêm ẩm thực Hà Nội Ocean Park được quy hoạch, thiết kế, tổ chức và vận hành bởi công ty Ngôi Sao Biển Sài Gòn. Hiện đã triển khai gần 30 dự án phát triển kinh tế đêm trên cả nước. Trong đó có những chợ đêm hoạt động thành công như phố đi bộ Trend World Phú Quốc trở thành điểm vàng trên bản đồ du lịch Việt Nam.